quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dòng Ái Dòng Ai mùa thứ tư. Bất ngờ thì sau ô số hai nhân quen cũng thật trường gian. Những câu chuyện cũ và các bức tượng là kiếp thủ kiếp sẽ ra nè. Nhưng cái mùa này bây giờ chăn coi nó không còn như ba mình. Mẹ, ừ, con ăn cam đi. Dạ. Cam ngọt. Cảm lắm mẹ. Khải nè. Dạ. Sao dạo này con đi đâu mà hay về trễ vậy? Thì con đi chơi cùng với bạn mà. Có trễ đâu mẹ, bình thường mà. Ủa, giờ này còn ai nhắn tin cho con nữa vậy? Cô bạn nó nhắn cho con hả? Dạ vâng. Con có người yêu hả? Ủa đâu vậy? Tên gì? Có làm chung công ty với con không? Mẹ từ từ thôi. Khi nào mà thích hợp thì con sẽ giới thiệu với cả nhà. Thôi, muộn rồi. Con lên phòng ngủ đây. Khoan đã. Nhìn mẹ nè. Dạ. Sao mỗi lần mẹ hỏi tới chuyện này là con cứ ấp a ấp úng, rồi cố tình né tránh mẹ vậy? Nói thiệt nha, mẹ thấy lo lắm á. Dạo này mẹ thấy giới trẻ yêu thương cởi mở lắm. Mẹ... mẹ không biết là con trai của mẹ... Phải, mẹ nói nghe nè. Nếu như thật sự con có như vậy á, thì con cũng cứ nói thiệt cho mẹ nghe. Mẹ... mẹ nghĩ con thích đàn ông vậy ạ? Không có như vậy đâu. Không bao giờ con bị như vậy. Trời ơi, không thể là anh nói đúng rồi hả anh Trương? Hả? Ba nói con như vậy hả? Trời ơi, ba thiệt đúng rồi. Thôi con đùa mẹ đó. Chứ con có bạn gái chính hiệu, cô ấy là phụ nữ đoàng hoàng luôn mà. Trời ơi, tại sao mẹ có thể nghĩ con... Thiệt hả con? Thiệt. Cô ấy không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa cơ. Mà mẹ yên tâm nha, trong thời gian sắp tới con hứa sẽ ra mắt với cả nhà sau. Con hứa nha. Con hứa. Ừ. Vậy thôi con đi nghỉ đi. Mẹ tạm thời yên tâm. Con lên nha. Sao mình hoang mang quá. Em nhớ cuối tuần này á là kỷ niệm của hai đứa đó nha. Anh nôn lắm rồi đó. Ủa? Kỷ niệm gì ta? Ngày gì ta? Em thấy bình thường mà. Anh Khải. Anh Khải ơi. Bộ giận em hả gì vậy? Alo. Đúng rồi. Anh giận lắm rồi này. Anh quạo lắm luôn rồi á. Bây giờ anh quyết định rồi, ngày nào cũng là ngày kỷ niệm của hai đứa luôn. Nói chứ đừng có mua tặng quà cáp gì cho em nữa nha. Em không có giận đâu, ngại lắm á. Tất nhiên rồi. Phụ nữ xấu á là không có chuyện có quà đâu. Còn phụ nữ đẹp như em ấy, thì cũng không có quà luôn. Ông này lắm trò. Thôi vậy nha, ngày mai gặp ha. Sếp Như ơi, sếp quên đóng dấu cho em rồi đó nha. Sợ anh luôn á. Được chưa? Mua. Bye bye. Mua. Làm cái gì đấy vậy? Anh ai? Anh có người yêu ạ? Ai dạ, ai dạ, không. Cho em coi chứ. Anh gọi cho bạn của anh. Em thấy anh nói chuyện rõ ràng. Không có. Đúng không? Em biết mẹ. Này. Nhìn coi. Ôi. Trời ơi. Lãng mạn quá vợ. Ôi. Chị nào mà may mắn lọt vào team của anh vợ. Ai dạ, ai dạ. Không có ai. Cho ngủ miếng đi. Không. Ê, dì bói đúng không? Đúng không? Tuyên thuyết. Không phải dì bói chứ ai, nói nghe được. Tạo lắm. Không có. Không nói là em ở đây em quậy anh tới sáng mai. Ôi, rồi. Không biết đúng không? Ai dạ, ai dạ. Anh nói nha. Anh á, hiện tại thì anh có quen hai người cùng một lúc. Cái gì? Anh quen hai người?
Ủa, đó giờ anh đâu phải ngồi vậy đâu, mặt anh đâu có để vậy. Hai người này anh quen từ lâu lắm rồi, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, cái gì cũng chung với nhau hết rồi. Trời ơi, thiệt hả? Nói chung là như thịt với cả xương ấy. Bây giờ em muốn xem ảnh hai người đó không? Được, coi. Coi được không sốc nha. Đâu? Nè. Trời ơi, trời anh ghẹt em, giấu nè. Nè, anh nhớ nha, anh giấu nha. Cái kim trong bọc thế nào cũng lùi ra ngoài à. Tôi sợ cô đấy. Em hả? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nè, anh để em biết nha. Em biết là hả, là cả nhà này biết luôn đó. Ôi trời. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.